Ronaldo lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở World Cup, ghi bàn vào lưới Ghana ở trận ra quân World Cup 2022. Ronaldo lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở sân chơi danh giá nhất hành tinh. Ronaldo được huấn luyện viên Santos xếp đá chính trong đội hình của Bồ Đào Nha ở trận đấu với Ghana. Chân sút sinh năm 1985 hoạt động rất tích cực nhưng gặp rất nhiều khó khăn khi luôn bị hậu vệ đối phương theo kèm chặt. Sau khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ngon ăn ở đầu trận, Ronaldo đã kiếm về quả phạt đền ở phút 64. Huyền thoại của Real Madrid đã trực tiếp sút phạt và ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng vào lưới Ghana giúp Ronaldo lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở sân chơi World Cup. Theo đó, Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khác nhau 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. Ronaldo xếp trên Messi, Klaus và Pele những người ghi bàn ở 4 kỳ World Cup khác nhau. Bàn thắng của Ronaldo giúp trận đấu diễn ra hấp dẫn, kịch tích. Hai đội rượt đuổi tỷ số ngoạn mục và Bồ Đào Nha giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2 để dẫn đầu bảng H sau lượt trận đầu tiên.